Sao nào? Ôi, cái mặt bạn nào đòi ăn tiên như chế? Ôi, đòi ăn tiên như chế. Mắt không mở được mà cứ đòi ăn tí. À, mẹ không được nói, mẹ không được nói. Mẹ không được nói. Thế tao ngủ đi nhá. Hả bố, thế bảo hôm qua không ăn lại mua. Cứ ủ vào đi cho nó ăn đi, nhưng mà cô chôn lại ngồi hết. Bạn nào trời thế? Hả? Bạn nào ngoan thế? Mẹ đợi mẹ nha, mẹ ăn tráng xong nữa nha. Nhá. Mẹ ngoan. Đúng rồi. Mẹ ngoan, mẹ đợi mẹ một lát nha. Được chưa? Giỏi lắm nhỉ. Giỏi lắm.